có nên dùng men vi sinh mỗi ngày cho trẻ sơ sinh hay không? Thực ra thì mình nói về cái góc độ kinh nghiệm của mình thôi, chứ không phải là về góc độ là người về bên ngành y. Thì thực ra là như bản thân mình lần đầu sinh con là sinh bạn Leo năm 2019 ý, lần đó mình chưa có một cái kinh nghiệm nào cả. Và khi mà sinh bạn Leo xong ở bệnh viện phụ sản trung ương thì các bác sĩ có kê cho mình cái đơn thuốc là mua hai loại cái vitamin D và cái men vi sinh này này đó, mua hai loại. Thì khi đó mình cứ cho bạn Leo dùng thôi, và đến khi mà lên các hội nhóm thì mình mới tìm hiểu kỹ hơn về những cái thuốc này ấy. Thì đúng, thực ra là các bạn sơ sinh thì nên bổ sung vitamin D mỗi ngày, còn cái men vi sinh thì chỉ nên là trong cái trường hợp mà các bé mắc các vấn đề về tiêu hóa thì chúng ta mới nên dùng thôi. Chứ như bản thân mình nhá, như cái góc độ suy luận của mình thì là nếu như mà dùng hàng ngày thì có thể là con sẽ bị phụ thuộc vào cái men vi sinh này, và nếu như mà ngừng thì liệu là cái hệ tiêu hóa của con có được tốt như hiện tại hay không đó. Thì hồi bạn Leo thì mình dùng mỗi ngày thật, và thấy bạn Leo cái hệ tiêu hóa của bạn ấy khá là khỏe và khá là tốt, không có vấn đề gì cả. Và sang đến bạn Lucy, mình mới sinh bạn Lucy được 3 tháng thì mình cũng được kê như thế, và mình mua ở nhà thuốc bệnh viện luôn. Thì mình thấy là bạn Lucy thì rất là hay chớ, cực chớ, chớ rất là nhiều, chớ ra cả mũi cả miệng luôn. Mình vẫn bổ sung cho bạn ấy cả vitamin D và men vi sinh lúc trong một tháng đầu tiên ấy, thì mình vẫn bổ sung bạn ấy chớ rất là nhiều. Và khi mà mình dùng như thế, nhiều mâm có hỗ trợ mình, có nói với mình rằng là hay là cho con dùng men vi sinh, thì mình có nói là mình vẫn đang cho con dùng men vi sinh. Thì các mâm đó hỏi kỹ mình hơn là đang cho dùng mấy giọt, thì mình trả lời là ở bệnh viện kê theo cái đơn thuốc là dùng 3 giọt. Thì các mâm đó nói rằng là cái men vi sinh này cũng có một phần giúp cho cái việc là giảm nôn chớ ở trẻ sơ sinh, thì mâm nên dùng 5 giọt. Thì mình dùng lên 5 giọt nhưng mà con vẫn chớ nhiều, và bỗng một ngày là mình có một hôm là mình quên dùng men vi sinh cho con. Thì cái lần đấy thì mình không để ý lắm đâu, thì bạn Lucy đúng là đỡ chớ hơn thật. Thì đến những ngày hôm sau mình lại dùng men vi sinh thì con lại chớ nhiều, và lần đó mình không để ý lắm, cho đến cái lần mà bạn Lucy về quê mình quên mang cái lọ đấy về trong vòng 5 ngày, và mình không có cho bạn Lucy uống cái men vi sinh đó được. Đó thì mình chợt nhận ra là sao không hiểu sao mà con mình lại không uống men vi sinh thì lại đỡ chờ hơn hẳn. Và từ đó thì mình ngưng sử dụng men vi sinh. Khi mà mình ngưng sử dụng men vi sinh ấy, thì con vẫn tiêu hóa rất là tốt, không có vấn đề gì cả về hệ tiêu hóa, mà ngược trở lại thì con còn là đỡ chớ hơn. Thì mình nhận thấy rằng cái việc mà men vi sinh nó không dành cho tất cả các em bé, mà mỗi bạn sẽ có cái sự phù hợp riêng. Và mình thấy là cái men vi sinh này thì nó không có phù hợp với em bé của mình. Nhiều người thì có nói rằng là cái men vi sinh mình không sử dụng đúng cách, nhưng không phải. Mình cho bạn Lucy uống men vi sinh sau ăn 1 tiếng để tránh trường hợp là con vừa ăn xong muốn thì gây cổ với nôn, thì mình không như thế, sau khi 1 tiếng mình mới cho ăn. Và đồng thời thì mình không cho uống cùng một lúc với cái vitamin D này đâu đó, nhưng mà con vẫn chớ. Thì mình thấy là bạn Lucy nhà mình không hợp thì từ đó mình cắt đi. Thì nếu như mâm nào mà lần đầu làm mẹ, nếu như mà con cũng chớ nhiều như bạn Lucy nhà mình, thì các mâm đừng vội đổi qua cái men vi sinh khác, mà các mâm hãy thử cho con ngừng dùng men vi sinh hoặc là ngừng dùng cái vitamin D đó. Biết đâu là con không hợp hai cái loại này, thì chúng ta ngừng lại 1-2 hôm xem như thế nào, rồi chúng ta mới suy nghĩ đến cái việc đổi cái vitamin D và men vi sinh. Cái vitamin D thì chúng ta bắt buộc là phải bổ sung rồi, bởi vì là trẻ sơ sinh rất là cần cái này để có thể là hỗ trợ cho cái việc phát triển hệ xương của con đó, thì mình nên bổ sung. Và mình thấy thì từ bạn Lucy cho đến bạn Leo đều dùng cái vitamin D3K2 của Linbon này này. Mình thấy là cái loại này là có độ tinh khiết là cao nhất, thì mình thấy dùng khá là tốt. Bạn Lucy nhà mình đi khám và bạn Leo nhà mình đi khám lúc nào cái chiều cao cũng hơn chuẩn. Như bạn Lucy nhà mình cái hồi bạn ấy 2 tháng 15 ngày là bạn ấy đã được 60 cm rồi. Bác sĩ nói là khá chiều cao của bạn ấy khá là tốt. Sau này có thể bác sĩ có hỏi mình rằng là bố mẹ có cao không, thì mình trả lời là bố mét 7 còn mẹ chỉ cao mét 6 thôi. Thì bác sĩ ở khả năng là bạn này sau này sẽ cao tầm mét 65 đấy. Mình rất là mừng về cái vấn đề này. Một phần là về là mình ăn uống từ trong
từ lúc khi mà mang thai bạn Lucy, và kết hợp với việc là mình bổ sung cái vitamin D ngay từ khi sau sinh cho con, thì mình thấy rằng là khá là tốt với con. Thì mình khuyên các mom là nên bổ sung vitamin D hàng ngày cho con, và bổ sung càng lâu thì càng tốt, đến khi nào mà con ngừng cao. Còn cái men vi sinh ấy, thì như mình đã chia sẻ đó, thì là nếu như các mom là lần đầu làm mẹ mà cũng gặp phải cái tình trạng như vậy Lucy nhà mình, thì các bạn có thể ngừng 1-2 hôm để xem bạn đấy có chớ nhiều nữa hay không. Còn nếu như mà khi nào con gặp vấn đề về tiêu hóa, ví dụ như là đi ngoài hay vấn đề nào đó, thì các mom vẫn nên dùng men vi sinh để hỗ trợ cho con tốt nhất có thể các mom nhé. Đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ đến các mom. Cảm ơn các mom đã xem video của mình.